Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Buổi sáng ngày hôm nay thì bên trung tâm điện tử Anh Phương sẽ review một bộ cấu hình âm thanh để cho anh em có thể làm kẹo kéo hoặc là anh em làm sự kiện. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, chủ yếu trong video này là giới thiệu một số sản phẩm cũng như là test cái công lực của một con đẩy khủng của hãng. Phải nói rằng đẩy khủng nhưng phải của hãng. Chúng ta đang được cùng anh Phương sẽ thử test một con đẩy 4 kênh đánh với một cặp loa 715 từ 220 coi 100 và một tép kèn titan từ 17. Với này một đôi B3 full đôi bát 40. Full đôi bát 40. Hai bát 40 với một tép kèn cũng từ 17 côn từ 220 côn 100. Với này một đôi súp đơn của B3 bát 50 từ 220 coi 100. Tất cả đều là những dòng công suất cực lớn. Đã, công suất cực lớn, có thể đánh phủ rộng không gian đến vài trăm mét vuông. Thì ở đây chúng ta đang sử dụng một con đẩy duy nhất. Một con đẩy duy nhất của hãng AAP. Dòng sản phẩm được sản xuất và tất cả các linh kiện được nhập khẩu của Mỹ. Do công ty Tân Cường mang mã sản phẩm đó là TD10004. Đấy. Bây giờ bật lên các bác sẽ xem chế độ khởi động của nó. Một con đẩy 4 kênh công suất cực lớn. Đấy. Đầu tiên chúng ta quan sát thấy rằng nguồn điện áp đầu vào của nó là 214V. Và nhiệt độ của các kênh hiện tại đang đúng nhiệt độ thời tiết là 25 độ C. Và 4 kênh này với công suất là 1000W cho mỗi kênh. 1000W cho mỗi kênh thì chúng ta thoải mái đánh với những cặp full này. Đấy, thoải mái đánh với những cặp full này. 1000W thì như vậy là với một cái quả này. Quả này nó rơi vào khoảng độ 700W. Đây, quả này 700W. 700W một quả. Thế còn quả này nó sẽ rơi vào khoảng độ 400W một quả. Như vậy là nếu như hai quả này dồn kênh vào với nhau thì nó sẽ đánh ở kênh số 3. Thì nó sẽ ra cho chúng ta thoải mái các bác đánh. Đấy. Đánh rất tốt chứ không phải là gì. Đấy. Đây là chúng ta đang được kết nối để chúng ta tìm hiểu về một bộ cấu hình âm thanh rất là mạnh mẽ, uy lực. Anh Phương đang dồn đánh là một kênh với hai quả này. Còn hai kênh còn lại đánh mỗi kênh một quả này. Đấy. Thế còn súp đơn này chúng ta sẽ đánh với một kênh. Đấy. Mời các bác hãy thử cùng anh Phương test thử. Không biết là bánh căng nó có chết được không. Đây là anh Phương đánh ở cái công suất lớn để thử test đẩy. Thế còn bác khách hàng của anh Phương ngày hôm nay là đang định sử dụng con này để đánh với hai đôi full 40 với một đôi súp đơn. Hai đôi full 40 thì chúng ta có thể ghép ở kênh A, kênh B là thoải mái. Đấy, còn một đôi súp, các bác đánh ở một đôi súp thì đánh ở kênh C, kênh D. Đấy là kênh 3, kênh 4 là chúng ta cũng đánh rất là tốt. Tất cả em để ở góc là 12 giờ. Quá mạnh. Tiếng bát của B3 rất quyến rũ. Nó sâu và nó mềm mại. Nó thả như kiểu thả bom ấy. Chúng ta cứ đi xung quanh thì nó thả như thả bom. Cảm giác rằng nó rất là mềm mại. Vâng, với chỉ một con đẩy đánh với cả dàn âm thanh luôn. Làm kẹo kéo có thể sử dụng một con đẩy này là chúng ta sử dụng bền bỉ.
chế độ bảo hành của con này lên đến 12 tháng thoải mái cho các bác chơi. Bên hãng thì chỉ muốn khuyến khích anh em đánh thật lớn để test công suất cũng như là đánh thử xem nó có chết hay không. Loa full B3 em có cả X12i, X15i và full đôi. Xin chân trọng cảm ơn và chào tạm biệt các bác.